cứu vương mình của một thế hệ điện ảnh mới của người Hoa tại hải ngoại. Họ dám nói những điều mà người bình thường không dám nói. Rất gần gũi. Ai có cơ hội đều nên tới xem phim. Đây là phim có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Sống một cuộc sống tươi đẹp hơn, bền vững hơn. Một bộ phim cảm động, nó chạm đến tâm trí và tinh thần. Thực tế tôi rất thích thông điệp này. Tôi rất tò mò. Thông điệp của bộ phim có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tôi muốn người dân trên toàn thế giới được xem phim này. Kỹ thuật quay bộ phim này thật đáng kinh ngạc. Cốt truyện phim đường về rất truyền cảm hứng. Tôi rất vui khi nhận được giải thưởng từ Liên hoan phim quốc tế Canada. Tôi là học viên Pháp Luân Công.